một cây bút lông rách dưới bị mọi người ghét bỏ, nhưng người đàn ông lại coi nó như báu vật quý giá. Bởi vì chỉ có mình anh ấy biết, cây bút lông này liên quan chặt chẽ đến Võ Thánh. Sau một loạt những lượt vẫy vùng vào không gian trống rỗng, người đàn ông thậm chí đã nhận được sức mạnh từ Võ Thánh. Thì ra kể từ khi trò chơi BattleNet ra đời, nhanh chóng trở thành trò chơi nóng bỏng nhất trên thế giới. Ban đầu chỉ là sự cạnh tranh giữa các quốc gia, tuy nhiên, điều không ai ngờ đến, khi giải cúp ngân hà sắp mở cửa, trò chơi sẽ biến thành một cuộc chiến sinh tồn. Trong trò chơi nếu chết thì sẽ chết trong thực tế. Quái vật xuất hiện tại các quốc gia xếp hạng thấp trong trò chơi, mở ra cuộc tàn sát không phân biệt. Mặc dù Hàn Quốc có kiếm vương xếp hạng 3 thế giới, nhưng anh lại chọn trở thành công dân Nhật Bản, dẫn đến sự diệt vong nhanh chóng của Hàn Quốc. Và người đàn ông vĩ đại ấy chính là anh rể của Song Ji-han. Song Ji-han tung một cú đấm giận dữ khiến bức tranh nát vụn. Anh ấy cảm thấy bất mãn với chị mình. Sau khi bình tĩnh lại, điều quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị cho giải cúp ngân hà sắp tới. Vì vậy, Song Ji-han mở bảng thông tin trạng thái, nhìn vào dữ liệu thảm hại không thể cưỡng lại. Tất cả mọi người trong hệ thống trừ hạng SS, chỉ có một số ít người có được tài năng. Mặc dù Song Ji-han chỉ có tài năng hạng F thì cũng không bất ngờ lắm, vì đã dành thời gian đó cho việc rượu chè với cờ bạc cơ mà. Vì vậy anh ấy mới có dữ liệu thấp đến vậy. Khi anh ấy đang đắn đo, một phát hiện bất ngờ xuất hiện. Anh ấy thật sự có 100,000 điểm thành tựu. Tuy nhiên, điều này chưa có tác dụng lớn. Vì vậy anh bắt đầu xem qua kho lưu trữ và thấy một thứ gây ngạc nhiên. Thật không ngờ, nó lại là phiếu đổi thành tựu chưa từng thấy. Có lẽ đây là quyền lợi tái sinh độc quyền, cho nên Song Ji-han không do dự mà nhấp chuột. Giao diện cửa hàng thành tựu xuất hiện, nhưng Song Ji-han đã quá vui mừng sớm. Những lựa chọn này chưa hữu ích lúc này, chỉ có thể thử nâng cấp cửa hàng. Tuy nhiên, thậm chí nâng cấp 2 cấp độ cũng chỉ đem lại chức năng mở rộng trạng thái và thêm biệt danh. Nhìn vào số điểm thành tựu còn lại 50.000, Song Ji-han quyết định mạo hiểm nâng cấp lần nữa. Và trong giây lát tiếp theo, đôi mắt anh bừng sáng. Anh đã nhận được kỹ năng mà anh mong muốn. Hồi phục khẩn, nó có thể thu hồi vật phẩm lỗi về trạng thái hoàn hảo. Bây giờ anh đã tự tin hơn và bắt đầu đi vào phòng chơi, rồi tìm thấy vật phẩm quan trọng từ kiếp trước, cái cây bút lông rách dưới mà mọi người đều ghét. Nhưng chỉ có anh mới biết, nó có liên quan chặt chẽ đến Võ Thánh. Và sau khi triển khai sửa chữa khẩn cấp, cây bút lông hạng A đã biến thành cây bút hạng SS. Và lúc này, trò chơi bất ngờ thông báo sẽ bắt đầu. Song Ji-han vội vàng nắm lấy cây bút và viết nhanh chóng hai chữ Võ Thánh. Trong giây cuối của đếm ngược, dữ liệu chỉ số sức mạnh nhanh nhẹn và HP chỉ số đồng nhất hiếm xung chuyển. Và sau đó quá trình truyền tải bắt đầu. Khi Song Ji-han mở mắt lần nữa, anh đã đến đấu trường quốc gia La Mã. Song Ji-han ngay lập tức mở cửa sổ để kiểm tra. Khi anh thấy thuộc tính võ lực, anh cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã thành công, điều này sẽ là bước đầu tiên để anh đạt được vô danh thánh công. Và từ bây giờ anh đã có võ lực, việc tiến vào vòng đấu đồng giá sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này, một thông báo đột ngột hiện ra, nhiệm vụ giới hạn, giải nhất thưởng 1,000 điểm thành tựu. Song Ji-han mỉm cười, dường như đây chính là ưu đãi tái sinh độc quyền. Trận đấu chính thức bắt đầu, một hình bóng cực kỳ nhanh đã tiến lại gần, nam thanh niên mặc áo đỏ với thanh kiếm như chuẩn bị chém xuống. Nhưng trong giây lát kế tiếp, nam thanh đột nhiên bất động. Lưỡi kiếm của anh đã bị kẹp chặt bởi hai ngón tay. Song Ji-han từ từ quay đầu lại, hiện lên nụ cười của một tên ác quỷ. Cảm ơn vì đã cung cấp mạng đầu nhé. Review tập này kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình một like, một sub và chia sẻ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những tập review Man Hill tiếp theo. Cảm ơn mọi người.